chung. Xin chào chị Huyền My nhá. Rồi em xin chào chị Vivi. Rồi xin chào tất cả các chị đẹp nhà mình ạ. Rồi tiếp tục hôm nay nhà mình sẽ đại sale toàn bộ hàng váy thiết kế bên nhà em. Nói chung là váy thiết kế nhà mình bình thường là bao giờ cũng cái giá khoảng tầm 200 đến 300 gì đó. Nhưng mà cái váy thiết kế nhà em thường là từ dưới 300 các chị đẹp ạ. Thì hôm nay mình xài hết từ khoảng tầm 1XX thôi nha các chị nhá. Dạ vâng, ok là ok, em nhận được áo rồi nha, đẹp đáo rồi. Ok, cảm ơn chị rất là nhiều, ủng hộ hàng nhà mình nữa nha chị đẹp nhá. Rồi ok. Rồi ok, cảm ơn, xin chào tất cả các chị gái ạ. Rồi một siêu phẩm mã váy xinh yêu đang mặc ở trong và một em áo phao đang mặc ở ngoài. Hôm nay em sẽ bán hàng giá tri ân cho chị đẹp nào mà chia sẻ livestream bên nhà mình nhá. Vậy nên các chị gái nào mà đang theo dõi livestream bên em thì nhanh tay chia sẻ giúp mình nào, 2 lần lên trang cá nhân và 5 lần trong hội nhóm ạ. Sau đó comment cho em đúng cú pháp thì chị sẽ được mua hàng với giá cực kỳ là yêu thương các chị nhá. Một cái mã phao đang mặc trên người bên em có 2 màu đấy ạ. Có 2 màu các chị nhá. Một em màu sữa và là một em màu đen, một em hơi lóa này. Màu đen hơi lóa này, treo đằng sau nhá. Lát nữa sẽ màu này, màu đen sau. Hôm nay nhà mình là lan nó hơi nó cũng hơi bị nghiêng nghiêng ngả ngả một tí. Hôm nay nhà mình theo xu hướng chị ngả em nâng nhá. Rồi ok, xin chào chị bé Dương. Rồi xin chào tất cả các chị đẹp bên nhà mình. Riêng cái mã phao này lên dáng thì quá là đẹp, quá là xinh rồi các chị yêu này. Đó. Và có khóa ở đây luôn nha chị nhá. Phao này nhà em cực dày và rất là ấm luôn ạ. Cho chị đầm đi tiền đi. À chị Thu Hà Nguyễn ơi, đầm đi tiền không thể nào mà thiếu V299 này. Em nói thật, hôm nay nhà mình bán với cái giá người ta gọi là chỉ có nhà chị Hương mới có giá như vậy thôi nha các chị nhá. Đảm bảo các chị yêu như vậy. Hôm nay là nhà em nó hơi bị nghiêng một tí, các chị thông cảm giúp mình nhá. À đây rồi, biết xong nghiêng rồi. Thông cảm giúp em nha các chị đẹp nha. Ờ à, rồi. Đã chia sẻ không ạ? Ờ có các chị thông cảm giúp mình nhá. Rồi nhớ chia sẻ cho em các chị ơi, rồi chia sẻ cho em 2 lần trên trang cá nhân. Thực sự em rất là bực mình cái chuyện cái like này này. Rồi cho em một tí thôi, để em like cho nó chuẩn một tí. Rồi ok chưa nhở? Rồi nếu mà nó hơi nghiêng một tí thì thông cảm giúp mình nha. Rồi ok, xin chào chị Đặng Phương, xin chào chị Thanh Hoa. Hồi bữa em có đặt mẫu V888 mà không chốt hay sao á? À chị Thu Hà Nguyễn ơi, bên em những chị gái nào được chốt hàng thì bên em sẽ có gọi điện cho các chị yêu rồi. Còn chị yêu nào mà có thể là không thể điện thoại như thế nào đó thì các chị em chủ động inbox cho em nhá. Rồi một mã sản phẩm đang mặc trên người bên em có 2 màu, một em màu sữa và một em màu đen, có size S, size M và size L. 60kg đổ xuống đấy L, 55kg đổ xuống đấy M, 50kg đổ xuống, 40kg lên là các chị đẹp có thể lấy cho em size S. Và các chị có thể xem luôn nhà mình cái hàng tay này rất là xinh chị nhá. Thực sự hôm nay mình làm bằng một cái máy mà lên form nhìn các chị em nhìn rõ về cái chất liệu của nó. Hàng này như em là hàng cao cấp luôn các chị gái này. Và bên em có S, có M và có L. Có là pha vàng, có pha vàng. Pha vàng hôm nay em chốt được 10 con, còn pha này nhà em chốt cho các chị gái được 20 con luôn này. Ok, em xin chào tất cả các chị đẹp, từ nãy đến giờ là em nhận được lời chào rất là nhiều với chị yêu rồi. Rồi đây em xin chào tất cả các chị gái thêm một lần nữa nào. Và hiện tại mã pha đang mặc trên người đang có cái giá là em bán giá yêu thương ở đầu like các chị nhá. Nhớ chia sẻ livestream bên mình 2 lần trang cá nhân và 5 lần hội nhóm này. Hiện tại cái mã đang mặc trên người em xin phép bán cho các chị đẹp với cái giá là 69k một siêu phẩm đang mặc trên người. Các chị yêu chia sẻ cho em 2 lần trang cá nhân, 5 lần hội nhóm ạ. Comment cho em 69k nào. 69k màu sữa, 69k màu đen và số điện thoại đằng sau các chị nhá. Em hứa hẹn là em sẽ chốt cho chị gái nào mà chia sẻ nhiệt tình và comment nhiệt tình. Và đồng thời bên em thì những chị gái nào mà chưa chia sẻ livestream là bị ẩn bình luận nha. Vậy nên chị yêu nào mới vào thì nhanh lên chia sẻ giúp mình đi ạ. Khi nào chốt pha vàng vậy chị ơi, nhà em là hôm nay đang có người chốt tất tần tuần hàng rồi các chị đẹp rồi các chị nhá. Chết rồi, em lại nhầm mất rồi này. Ôi, đây, cái này phải ở trên này. Cái này nói chung ấm lắm chị ạ, hàng này nhà em cổ lông rất là ấm này. Vâng ạ, 69k đúng rồi. 69k một em màu sữa, 69k một em màu đen và chia sẻ livestream giùm em. 2 lần trang cá nhân và 5 lần hội nhóm nhá. Đó, cái này ở trên đấy chị ơi. Ấm lắm chị ạ, hàng này ấm lắm. Em đảm bảo luôn cái hàng này là các chị ra ngoài thị trường các chị không mua trên dưới 1 triệu đem đi đầu xuống đất luôn.
Đúng rồi chị ạ, nếu không chia sẻ thì giá bao nhiêu chờ nhà em đúng 5 phút. Em lúc nào cũng thế, em cứ tặng quà cho các chị gái đã, sau đó thì mình sẽ bán hàng. Là yên tâm cái mã sản phẩm này khi mà các chị yêu nó mà xuất hiện ngoài thị trường các chị ạ, không bao giờ dưới 1 triệu luôn. Khẳng định các chị như thế ạ. Có size M, size L, size XL các chị nhá. Có ML, có SML. Đây, từ từ cài cái cổ đã, không tập trung nào. Đây, đó, hiện tại siêu phẩm này nhé, em có size S, size M và size L. 60kg đổ xuống lấy L, 55kg đổ xuống lấy M, 50kg đổ xuống, 40kg lên lấy S cho em nhá. Rồi, mã đang mặc trên người 69k, comment cho em 69k đen, 69k sữa và số điện thoại nào. Lên form thì đẹp kinh khủng khiếp sâu thảm luôn ạ. Đó là siêu ấm này, siêu ấm, siêu nhẹ và siêu dày các chị nhá. Rồi có cả đen và có cả màu sữa luôn ạ. Em thấy tất cả các chị đẹp rồi, là các chị em lưu ý nhá, nhớ là chia sẻ livestream bên nhà mình 2 lần trang cá nhân và 5 lần hội nhóm đấy ạ. Bởi vì là những chị yêu nào mà chưa chia sẻ bên em sẽ có hệ thống bị ẩn bình luận và em không thể đọc được con của các chị nhá. Rồi bắt đầu tặng quà chị đẹp đầu tiên nào, cứ chia sẻ nhiệt tình em tặng quà nhiệt tình luôn ạ. Rồi tặng quà chị đẹp đầu tiên nhá, dạ vâng chị Song Thư nhá, tên rất là hay. Chị Song Thư nào, ghi số điện thoại giúp mình nhá chị nhá. Song Thư ạ, 0346 ạ, 0346 nào, 576 nào, 407. Ok chị Song Thư có đưa số điện thoại là 407, sẽ được mua mã này với giá là 69k các chị nhá. Em đảm bảo luôn, em đang bán với các chị đẹp với giá là 6. Em ơi ghi vào đi, ghi vào. Chị vừa đọc không ghi hả? Không biết làm sao mà tặng quà đây, ghi cho chị đi Song Thư. Thì em xin lỗi chị Song Thư nhá, từ bây giờ là chắc chắn là comment chị Song Thư bị trôi rồi. Và em sẽ tặng chị Song Thư một like khác. Tiếp theo chị, tiếp theo nào. Chị Lê nhá, chị Liên Lê nhá. Chị Liên Lê, ghi vào chị nhá. Vâng. Rồi chị Liên Lê nào, 0987 em ơi. Rồi ôi, em này là mới làm việc với mình các chị thông cảm. Rồi 624 nữa chị nhá, 162 chị Liên Lê có đưa số điện thoại là 162. Các chị ơi, chủ động là inbox cho nhà mình là cái thứ nhất, là những chị gái có tên số điện thoại trùng khớp trên. Em cho chị Liên Lê nhá. Không cần phải nói. Và bên em là có số điện thoại rồi, sẽ có người gọi điện các chị gái này để các chị em này được mua hàng với giá 69k các chị nhá. Nhớ chia sẻ cho em 2 lần trang cá nhân và 5 lần hội nhóm ạ. Comment cho em 69k sữa, comment cho em 69k đen và số điện thoại đằng sau nhá. Em sẽ lên cả màu đen và các chị đẹp luôn, đủ size SML luôn nha các chị nhá. Rồi yên tâm các chị gái ạ, cứ chia sẻ livestream thì mới hiện comment, nó không bị ẩn comment là em cũng hơi buồn một tí đấy ạ. Rồi chia sẻ cho em 2 lần trang cá nhân, 5 lần hội nhóm nhá. Rồi cho chị Phương đi, cho chị Thu Phương đi, cho chị Thu Phương đi. Rồi màu đen đây nha các chị nhá. Vâng chị Thu Phương nào, 0912 các chị ơi, 0912 nào, 625 em ơi. 296 nhá, chị Thu Phương có đôi số thoại là 296. Tiếp tục được mua mã này với giá là 69k. Và em khẳng định luôn mã này nhà em có đủ size S, M, L. Các chị đẹp có thể xem lúc nhà mình nhá. Cái chất liệu nó rất là tuyệt vời luôn. Hôm nay em quay cái máy này rất là xịn này. Đó các chị em nhìn rõ ràng luôn nhá. Cái chất liệu của nó rất là tuyệt vời luôn nha chị nhá. Mềm mịn và dày dặn này, lên form thì rất là xinh chị ơi. 69k mã sản phẩm đang mặc trên người, có size S, M và L. Và đồng thời em chỉ chốt cho chị gái nào mà chia sẻ livestream bên nhà mình thôi nhá. Chia sẻ livestream bên nhà em thôi nhá các chị nhá. Chị gái nào mà chưa chia sẻ đôi khi bị ẩn bình luận đấy ạ. Rồi, vâng ạ, tiếp tục comment cho em đúng cú pháp 69k đen, 69k sữa và số điện thoại đằng sau. Đồng thời chia sẻ livestream bên nhà mình 2 lần trên trang cá nhân ở chế độ công khai và 5 lần trong hội nhóm này. Mã sản phẩm đang mặc trên người đang có giá là 69k. Khi các chị đẹp comment ở đây và chia sẻ livestream bên nhà mình, và thêm một phần nữa là em sẽ chốt cho các chị gái nhá. Dạ vâng ạ, ok, chốt chị gái nữa nào. Rồi ạ, ok nào, chốt cho chị gió mùa thu đi, chị gió mùa thu nào. Vâng ạ, các chị nhớ comment cho em đúng cú pháp nhá. Từ từ các chị ơi, 0915 chị ơi, 550 chị nhá, 697. Ok chị, số gió mùa thu sẽ mua hàng này với giá là 69k các chị gái nhá. Có S, có M, có L. 60kg đổ xuống lấy L giúp em, 55kg đổ xuống lấy M, 50kg đổ xuống và 40kg đổ lên lấy cho em size S các chị nhá. Cái phao này thực sự là quá đẹp luôn, gọn người này, tôn dáng và tôn da cực kỳ. Đồng thời là chị đẹp nào hóng phao vàng thì lát em sẽ lên cả phao vàng các chị gái nhá. Dạ vâng các chị ơi, cứ công một nhiệt tình và chia sẻ cho em 2 lần lên trang cá nhân và 5 lần trong hội nhóm ạ. Là chị đẹp nào chia sẻ nhiệt tình, công một nhiệt tình này em biết ngay, em tặng quà ngay các chị nhá. Rồi sẽ có những chị yêu mà bảo sao em comment mãi chị không đọc, tại vì các chị gái ơi chưa chia sẻ livestream bên nhà mình. Chị gái nào chia sẻ thì em mới đọc được comment các chị nhá. Dạ vâng ạ, chị Thu Nguyễn ơi, 69k đen và bổ sung cho em cái số điện thoại đằng sau thì em mới chốt được đấy ạ. Rồi thứ nhất là chia sẻ livestream bên nhà mình 2 lần trên trang cá nhân và 5 lần trong hội nhóm ạ. Sau đó comment cho em đúng cú pháp 69k một em màu đen, 69k một em màu sữa và cái số điện thoại đằng sau. Bên em sẽ chốt hàng cho tất cả các chị đẹp, sẽ có nhân viên này gọi điện cho các chị yêu nhá để tư vấn xem các chị gái lấy size nào phù hợp nhất nha các chị nha. Vâng ạ, tiếp tục vào top tiếp cho em nào. Vâng ạ, cho một chị nữa đi ạ, đó chính là chị Tuyết nhá. Vâng ạ,
chị Hoàng Tuyết nha chị nhá. Chị Hoàng Tuyết nào, 0978 nào, 196 nữa chị gái ơi, 731 chị nhá. Ok chị Hoàng Tuyết sẽ được mua mã này với giá là 69k các chị đẹp nào. Dạ vâng các chị yêu ơi, có chị gái nào hóng mà muốn được tiếp tục mua hàng này với giá 69k thì nhanh tay chia sẻ livestream giúp nhà mình. Lên người xem em tặng quà, tụt người xem em xin phép bán hàng với các chị yêu nhá. Đó không nhờ các chị gái nhá, cứ lên là tặng mà tụt nhà mình bán nhá. Dạ vâng, hiện tại mã sản phẩm này em đang bán với giá 69k và em khẳng định luôn, không phải là bán, đây là tặng quà các chị. Còn nếu để mà nói về bán thì em nói thật, riêng cái mã sản phẩm hàng áo phao quá đẹp, quá tuyệt vời như vậy bán 69k thì chết các chị ơi, phá giá thị trường. Em khẳng định luôn, em đang không bán ạ, em đang tặng quà các chị gái ạ. Hàng này em cực kỳ dày dặn các chị nhá, mềm mịn dày dặn các chị gái này. Cái lông nhà em trần rất là ok và cực kỳ ấm. Nói chung là chỉ cần một em phao nhà chị Hương thôi là mùa đông này không sợ giá rét luôn ạ. Dạ vâng ạ, các chị ơi cứ chia sẻ lên người xem em mới tặng quà, có không em bán hàng luôn đấy nhá. Vâng ạ, chia sẻ cho em 2 lần trang cá nhân và 5 lần trong hội nhóm nha các chị yêu nhá. Đôi khi không cần chia sẻ nhiều, bởi vì là chia sẻ nhiều có khi là người ta chặn không cho các chị chia sẻ nữa đâu ạ. Rồi các chị nhá, 69k mã sản phẩm đang mặc trên người này, đủ size ML, 60kg đổ xuống lấy L, 55kg đổ xuống lấy M, 50kg đổ xuống, 40kg lên lấy S nhà mình các chị gái nhá. Rồi cái view đằng sau nó hơi bị lệch nhưng mà em thẳng với các chị là được. Ok chưa, ok chưa, rồi. Ở chất kia, không chất kia là giá bao nhiêu thì cũng em thấy ở đây cũng có rất là nhiều chị đẹp đang hóng để mua hàng bên nhà mình rồi. Hiện nay em đã tặng, có những cái chị đẹp ở đây em tặng cũng khá là nhiều rồi đấy các chị đẹp nhờ. Rồi ok các chị gái nhá, rồi bán hàng đi em. Rất là nhiều chị em đang hóng để mua hàng bên nhà mình, thì riêng cái hàng phao này ở ngoài thị trường đang có giá ít nhất là 1,5 triệu. Nhưng hôm nay đến với nhà chị Hương em bán giá yêu thương chỉ bằng 1/3 giá ở ngoài thị trường luôn. Là em chỉ bán cho chị gái nào chia sẻ livestream bên nhà mình thôi các chị đẹp nhá. Bây giờ nhà em là xin phép bán hàng với các chị yêu. Mã sản phẩm đang mặc trên người em chốt đúng 20 con đến chị thứ 21 nhà mình dừng chốt hàng. Bởi vì là hàng đẹp, hàng siêu cấp thì không phải lúc nào hàng cũng về các chị ạ. Dạ vâng ạ. Mã sản phẩm đang mặc trên người bắt đầu bán hàng nhá. Phao 07 đúng không? Rồi mã này nhà em là phao 07 các chị ơi. Mã này nhà em là phao 07 các chị gái này. Hiện tại ở ngoài thị trường đang có giá là 1,5 triệu, ở ngoài store đang có giá là 2,1 triệu và ở nhà em đang có giá là 499k một em hàng mã phao siêu cấp, các chị em xem cho giùm mình nhá. Đó, rất là dày dặn và xinh yêu luôn chị gái này. 499k hàng đang mặc trên người là phao 07. Chị yêu là lấy hàng comment cho em phao 07 trắng, phao 07 sữa thì đúng hơn ạ. Phao 07 đen và số điện thoại đằng sau các chị nhá. Có size S, size M và size L. 60kg đổ xuống lấy L, 55kg đổ xuống lấy M, 50kg đổ xuống và 40kg lên lấy cho em là size S các chị nhá. Em chốt cho đúng 20 chị, sau đó nhà mình xin phép dừng chốt. Mã đang mặc trên người em đang bán hàng và xin phép không tặng quà nữa ạ. Đang có giá là 499k nha. 499k mã phao 07 các chị gái này. Hàng phao rất là sang xịn mịn nhà mình các chị gái nhá. Áo phao 499k các chị gái ơi. Rồi em có bán chị ơi, 499k nhá. Comment cho em phao 07 và số điện thoại chị ơi. Phao 07 và số điện thoại nhá. Cái da này nhà mình rất là xịn luôn chị gái Thảo này. Hà nhá. Rồi em chốt cho đúng 20 chị nha chị nhá. Phao vàng đúng không ạ? Rồi ok chị đẹp, qua mã này nhà mình sẽ lên phao vàng với chị yêu luôn. Rất là nhiều chị gái hóng phao vàng, em sẽ lên cả phao vàng cho chị nhá. Chị mặc vàng phao đằng sau đi chị. Ok chị đẹp ơi, em sẽ lên phao vàng nhá. Có lót lông không? Hàng nhà em là hàng phao, không có lót lông chị nhá. Rồi comment cho em nào. Phao 07 chị Thúy Lê cho em số điện thoại để chốt đơn ạ. Rồi chị Thảo Hà có hàng nhá. Ấm lắm các chị gái ạ. Sao Thảo Phạm Hà không thấy nhỉ? Rồi Thảo Hà có hàng chị nhá. Dạ vâng ạ, chị mặc phao vàng đi ạ. Vâng em sẽ lên phao vàng nhá. Em cao 1m56 và em 46kg chị ơi. Em cao 1m56 và em Linh nhá. 46kg tất cả mọi sản phẩm bên em đều mặc size S bên nhà mình á chị nhá. Dạ vâng ạ, ok chị Thanh Thanh có hàng chị ơi. Ok là chị New Sao Huy có hàng nhá. Xem ở đằng sau biểu bạn nhà em có 2 màu chị ơi. Nhà em có 2 màu. Màu đen em lên hơn lỏa này, có màu đen và có cả một em màu sữa các chị nhá. Hàng này nhà em là hàng siêu cấp nhà mình, lên form rất là xinh. Đó, cài vào rất là sang xịn chị ơi. Phao hồng, ok tất cả những mã phao đằng sau thì mình sẽ lên dần dần sau chị gái nhá. Hàng này mình đang có cái giá không tháo được mũ ra chị ơi. 499k. Phao này nhà em là phao 07. Cho chị Hương dừng nhá. 499k phao 07 các chị gái nhá. 499k rẻ kinh khủng luôn chị ơi. Cho chị Phương Nguyễn nhá. Rẻ kinh khủng luôn ạ, chốt cho đúng 20 chị, sau đó nhà mình dừng chốt nhá. Comment cho em là phao 07 sữa, phao 07 đen vào số điện thoại nhá. Dạ vâng ạ, chị Hương dừng có hàng nha. Ok, xin chào tất cả các chị yêu mới vào nhá. Dạ vâng ạ, mã đang mặc trên người là em là hàng phao siêu cấp nhà mình.
có giá là 499k. Cho chị Oanh Nguyễn và chị Hà Trang, chị Mai Anh nhá. Vâng ạ, chị Phương Nguyễn có hàng nhá. Có size S, size M và có cả size L. Các chị đẹp từ 60kg đổ xuống lấy size L giúp em, 55kg đổ xuống lấy size M, 50kg đổ xuống và 40kg lên lấy cho mình một siêu phẩm size S nhá. Đó, và em khẳng định luôn hàng phao này nhé, em là hàng phao siêu cấp nhà mình. Đang có Mai Anh và Hà Mắm nhá. Đang có giá là 499k và duy nhất tại livestream ngày hôm nay. Hiện tại cái mã này nó đang bán ở ngoài chợ luôn nha chị nhá. Đang có giá là 1,5 triệu. Nhưng mà riêng hiện tại cái siêu phẩm mã này mà đã xuất hiện ngoài store các chị gái ơi, và ngoài cửa hàng nhá, người ta mất tiền thuê mặt bằng nữa. Người ta phải bán ít nhất là 2,1 triệu vì đủ mới hồi lại được cơ các chị gái này. Bởi vì hàng này nhập vào rất là đắt rồi, nhưng mà nhà em được cái là nhập từ đầu mối và nhập cả trăm con cơ. Thế nên là các chị yên tâm, giá này nhà em là giá thành tốt nhất trên thị trường. Chị Thảo Suối và chị Dương Quý Phi nhá. Rồi, hàng công ty các chị nhá, 499k. Chị 63kg, chị cao mét bao nhiêu? 63kg và chị cao khoảng tầm 1m6 ấy, thì chị có mặc thiện lực cho em size L đấy ạ. Còn dưới 1m6 em sợ nó hơi kích cái đoạn vai này. Cái thứ nhất, cái đoạn này em là dáng cũng hơi ôm ấy, lên form rất là gọn người nhá. Dạ vâng ạ, ok nào chị ạ. Thảo Suối có hàng nhá, Dương thì Quý Phi có hàng nhá chị gái nhá. Có phong ngắn chị ơi, phong ngắn, phong dài nhà mình có đủ cả luôn ạ. Rồi, có cả dáng ngắn chị nhá. Cho nó chị Trang Chip nhá. Rồi nắng lơ lửng nhà mình cũng có nhá, có hai màu các chị đẹp ơi, có cả đen và sữa. Ok, Vi Hồng Hạnh có hàng nhá, Giang Nguyễn Hương có hàng nhá, có phác giang ngắn nhá các chị yêu nhá. Vâng ạ, chị Trang Chip có hàng rồi, nhà mình có hai màu, một em màu sữa và một em màu đen nha các chị đẹp nha. Vâng ạ, áo này nhà em đang có giá là 499k, em chốt cho đúng hai vị chị nhà mình xin phép 55kg m6 vừa size L bạn nhá. Dừng chốt ạ. Hoàng An Nhiên 60kg cao mét bao nhiêu? Chỉ cần 60kg các chị cao trên mét 6 là các chị mặc vừa. Đó, tại vì dáng này em mà dáng dài rất là xinh chị gái này. 499k rẻ như một giấc mơ, các chị xem còn giúp mình nhá. Cái chất liệu của nó rất là tuyệt vời luôn nha các chị nha. Đó. Đấy các chị nhìn rõ không ạ? Cho số điện thoại nhá. Đây, cái này nó lóa quá, thực sự màu đen rất là lóa nên là đôi khi các chị không nhìn rõ. Đó, các chị xem giúp mình nhá, rất là sang xịn luôn nhá. Bạn ơi xem form ngắn mới bạn. Dạ vâng ạ, em sẽ lên cả form ngắn các chị đẹp nhá. À dạ vâng ạ. Rồi 499k chị ơi. Chia sẻ bao nhiêu lần? 2 lần rồi. Trang cá nhân và 5 lần hội nhóm ạ. Mã sản phẩm mà chị người sẽ có giá 499k chị nhá. Dạ vâng, Hồng Thảo Lê ơi, 60kg cao 1m58 ạ. Thế thì chị gái em sợ nó hơi kích một tí. Em này em tư vấn chân thành luôn, là các chị yêu mặc lên dáng cứ phải đẹp em mới thích cơ. Đó chứ không phải là em bán tống bán khứ các chị gái để bán được bằng được. Cho Trần Lệ Huyền. Không, nghề của bọn em là nghề làm đẹp cho tất cả chị em phụ nữ nhà mình, thì cứ phải lên người đẹp thì em mới thích cơ. Thì riêng mã sản phẩm này 60kg đổ chị xuống. Kiều Trinh nhá. 60kg nhưng mà chị các Kiều Trinh Thanh Thanh nhá. Em ghi Kiều Trinh. 60kg đổ xuống lấy cho em size L. 55kg đổ xuống lấy size M giúp em. 50kg đổ xuống, 40kg này lấy cho em size S nhá. Có đen và có sữa này. Có đủ size S, M, L các chị nhá. Dạ vâng ạ, ok, comment cho em phao 07 màu vào số điện thoại nhá. Có hai màu, treo cả hai màu cho các chị yêu xem nhá. Rồi bên em sẽ có người chốt đơn cho các chị đẹp ạ. Nhà em còn gọi điện tư vấn thoải mái mới đi đơn các chị. Rồi các chị yên tâm nhá. Em ơi, em thấy chị không? Em thấy chị Lê Kim Phụng rồi nhá. Toàn ơi bạn mua đi. Phao hồng đi ạ. Rồi em sẽ lên tất cả những mã phao đằng sau chị ơi. Em sẽ lên dần dần nhá chị đẹp nhá. Em xuất hàng xong vào đúng khoảng tầm 2 phút nữa thì mình sẽ sang mã mới nha các chị yêu nhá. 499k mã pha 07. 3 lá cỏ em chốt nhá. Pha 07 499k. Chị đẹp nào đấy hàng comment cho em pha 07 đen, pha rất là xịn luôn chị gái ạ. Cái chất nó phê kinh khủng ạ. Các chị gái này, cái tay nhà em rất là đẹp các chị nhá. Có đai đây này. Rồi ok, nhà em đang ở bên đoạn chiều khúc Thanh Xuân Hà Nội nhá. Ship Hà Tĩnh khoảng tầm 30-35k chị ơi. Dạ vâng ạ, nhà mình sẽ lên cả áo dạ này, lên cả những cái mã pha đằng sau. Nhà mình sẽ lên tất lên tuốt. Các chị cứ từ từ bình tĩnh tự tin nha. Dạ vâng ạ, em sẽ lên cả màu sữa nhá. Rồi ok ok, đẹp không ạ? Và lên form đẹp nó còn giá thành rẻ cơ. 499k nào. Mã sản phẩm đang mặc trên người nhá. Rồi ok, sẽ lên cả vài nhá. Chị mặc đầm sơ mi sau đi chị. Dạ vâng ạ, ok chị đẹp hơn, em sẽ lên cái mã đầm sơ mi đằng sau nha. Nói chung là hôm nay em sẽ like dần dần từ từ với tất cả các tình yêu. Cả cái mã đầm và những cái mã phao thì em sẽ lên hết với các chị đẹp nhá. Mã đang mặc trên người em chốt trong vòng đúng 30 giây nữa nhà mình xin phép sang mã mới này. Siêu phẩm mã phao 07 đang có giá là 499k. Và em khẳng định luôn đây là cái giá thành tốt nhất trên thị trường. Và hiện tại siêu phẩm này bên em có hai màu, một em màu sữa và một em màu đen các chị nhá. 499k, một em màu sữa, một em màu đen. Một em phao
siêu dày, siêu ấm và siêu nhẹ. Các chị ơi có đủ size SML, 60kg đổ xuống lấy L, 55kg đổ xuống lấy M, 50kg đổ xuống, 40kg nên lấy cho em size S các chị nhá. Có đủ size S, M và size L. Vâng ạ, chị đẹp nào lấy hàng con muốn cho em phao 07 sữa, lấy hàng con muốn cho em phao 07 đen và xuống thay đằng sau. Đó, chị yêu nào muốn sang mã mới em sẽ sang mã mới các chị gái nhá. Rồi, phát ngắn thì mình còn nhiều hàng không chị nhỉ? Còn ít thôi. Rồi phao ngắn nhà em thì em nói luôn là chị gái nào mà hỏng phao ngắn nhà em thì các chị cứ từ từ bình tĩnh, mình em cũng không còn nhiều hàng đâu ạ. Dạ vâng ạ, SML nhá, đủ size chị ơi. 60kg đổ xuống lấy L cho em nhá. 55kg đổ xuống lấy M giúp em ạ. 50kg đổ xuống, xuất hàng giúp mình đi chị ơi. 50kg đổ xuống. Chị Lê Thùy đen nhá. 40kg lên lấy cho em size S nhá. Chị Linh Moon cho em xin số điện thoại nhá. Rồi chị Linh Moon cho em xin số nào. Áo này đang có giá 499k chị đẹp ơi. Em thấy chị Tuyết Nhung Kiều rồi, không biết chị yêu hỏi gì mình nhờ chị gái nhờ. Ok, em sẽ lên cả đầm sơ mi các chị gái nhá. Phao ngắn thì em có nhưng mà tuy nhiên không có nhiều. Không có nhiều, em chưa có mã mới phao, em sẽ lên một lúc nha, sau mình sang mã mới nha. 499k chị ơi, rẻ kinh khủng luôn, rẻ như một giấc mơ luôn chị ạ. Rồi ok nhá, rồi em sẽ lên đầm nhá. Rồi ok nào, đó rất là xinh. Hoa hoa kì. Em chốt nhá. Ấm cực kỳ luôn nha các chị nhá. Chị Phạm Thị Thanh Hoa chốt nhá. Chị Oanh Suri chốt nhá. Chị chốt Phạm Thanh Hoa. Vừa ấm vừa sang nha các chị đẹp nhá. Rồi qua mã này thì mình sẽ lên phao vàng các chị yêu. Khoác đúng lên can diện. Dạ vâng, can diện nhà em hiện tại là chưa về hàng chị ơi. Rồi ok chị Phương Mừng, Phương gì nhỉ? Dạ vâng ạ, chị Dương Mừng có hàng chị gái nhá. Mình xem màu đen được. Vâng các chị ơi, màu đen nhà mình đây. Nhà mình có đen và có sữa, có đen và có sữa này. Thực sự là cái chất này sờ vào thì rất là sướng rồi. Sờ vào rất là sướng, nó rất là kiểu mịn và rất là kiểu sang xịn luôn nhá. Mà hàng nhà em là càng kiểu hàng phao dày dặn ý. Hàng nó dày dặn nhá, nó nhẹ này và lên phong rất là đẹp các chị gái ơi. Đúng chuẩn là hàng nhà em là hàng công ty luôn. Em nói thật với các chị đẹp là không có hàng nhà nào mà đỉnh nổi với hàng nhà mình. Đó, tem mát là đàng hoàng đủ cả các chị. Có chị không còn hỏi nhà em, chị Hương ơi, nhà chị bán hàng si à? Có khi chị nào không biết hàng si, em nói luôn, hàng si đó chính là cái hàng người ta gọi là hàng hàng mặc đã qua sử dụng rồi á. Tại vì quá rẻ. Mai Anh Hồ nhá. Quá rẻ, làm gì có một cái áo mới nào mà đang có hàng phao dài đang có giá 499.000 như nhà em ạ. Các chị em đi cả cái chưa có số điện thoại nhá. Cả cái miền Bắc này không ai bán hàng rẻ nhà mình luôn. Em khẳng định luôn như vậy. 499k hàng phao dài, có đen và có sữa, đủ size SML nhá. 499k chị đẹp ơi. Ok nhá, em thấy chị mít thối rồi, chị yêu ơi hỏi gì mình nhở? Dạ Lê vâng ạ. Hương các chị ơi, mã đang mặc trên người chị đẹp nào Lê thì... Hương ơi, váy áo dạ có áo có giá 499 không phải 69k nhá. Chị ơi 69k này em có tặng quà ở đầu line rồi. Thì bây giờ mình xin phép bán hàng rồi các chị ơi. Mã đang mặc trên người là mã 07, phao 07 nhà mình có sữa và phao 07 nhà mình có cà màu đen. Đang có giá là 499k. Chị yêu nào lấy hàng có bọn cho em phao 07 sữa, phao 07 đen vào số điện thoại nhá. Cho mình xem phao màu đâu ok sẽ lên hàng chị gái ơi. Dạ vâng em qua mã nhá. Rồi em có lên màu đen rồi nhá. Vâng ạ, chị Nga Hà có 60kg ạ, mặc được cho em size L. 60kg đổ xuống lấy L, 55kg đổ xuống lấy M, 50kg đổ xuống. Chị Ngọc Ánh em chốt nhá. 40kg để lấy S nhá. Ok Linh Moon có hàng nhá. Có phao phao gì lê không có, chị ơi có một cái luôn ạ. Hà Nội miễn phí ship không, chị ở chiều khung em miễn phí ship, còn ở những cái tỉnh thành khác thì nhà em vẫn phải mất phí ship đấy ạ. Rồi chị Ngọc Anh có hàng nhá, được kiểm tra hàng trước khi nhận luôn, em nào khuyến khích các chị em điều đấy luôn ạ. Rồi sang mã mới giúp mình nhá, mã sản phẩm đang mặc trên người dạ. Rồi chị yêu nào mà chưa đặt được á thì các chị có thể chụp ảnh màn hình và inbox cho em nha. Rồi các chị ơi, cái mã sản phẩm rồi thì mình xin phép dừng chốt và chị gái nào mà chưa đạt được ở trên livestream á thì các chị em có thể chụp ảnh màn hình inbox cho mình nhá. Rồi xong một cái mã váy xinh đẹp mặc trên người từ nãy giờ có quá trời chị hỏi rồi. Cái mã váy nhà em đang bàn giá hết sức là yêu thương và em chắc chắn là chỉ chốt được khoảng tầm là 10 chị thôi ạ. Siêu phở đang mặc trên người là váy mã số V299 này. Hàng này nhà em là hàng thiết kế may mặc bên Hương Tokyo và cái chất liệu vải này nhà em vải KT Hàn các chị ơi, không phải hàng vải thường đâu nha. Hàng KT Hàn nhà mình này. Rồi em sẽ lên phao vàng nhá. Các chị từ từ bình tĩnh tự tin. Đủ màu, đủ size các chị ơi. SML, XL đủ cả. Chết mẹ rồi. SML, XL đủ cả các chị nhá. 64kg đổ xuống này cho em size XL, 60kg đổ xuống này size L, 55kg đổ xuống này size M, 50kg đổ xuống, 40kg lên lấy cho em size S. Có đủ màu, đủ size đang có giá là 199k. Em khẳng định luôn các chị em mua được hàng này nhà mình như kiểu vớ được vàng luôn ạ. Một... Qua vẫn bán 250, 299 đấy.
199k mã sản phẩm ra mà trên người, chất liệu KT Hàn nhà em nhá. Dáng váy may mặc thiết kế bên nhà mình. Chị yêu là lấy hàng comment cho em là V299. Các chị ơi, các chị có thể nghe cái giá của nó. 299 có nghĩa là em đang bán giá là 299k. Nhưng mà hôm nay em bán còn 199k. Nhà mình có màu nâu. Nào mà mình có màu đen này, có một em màu đỏ và có luôn một em màu chỉnh bóng, ok chốt. Mấy chị vừa rồi chốt đấy chị ơi. Chị bóng với cả ngọc bích. Rồi và có cả một em màu trắng á chị nhá. 199k mã sản phẩm mà trên người rẻ như cho luôn. Chị đèn còn lấy hàng comment cho em. Vâng ạ, chị Hà Trần có hàng, Ngọc Bích có hàng nhá. Do Ngô Thị Duyên em lấy rồi, em thấy rồi chị gái ơi. Favor nhà mình là 400. Ngọc Bích lấy size L màu đỏ. 99k okay nha chị gái nhá. Cho ok chị ơi. Em thấy chị Ngô Thị Duyên này nhá. Ok, Moon Meo có hàng anh chị gái ơi. Nguyễn Thủy Mai có hàng chị gái nhá. Dạ vâng. Những chị ở trên, ở trên tệ. Những chị ở trên, chị Hoa Trần có hàng, những chị ở trên, chị kéo lên trên giúp em nhá. Hoa Trần có rồi. Đấy, dưới Hoa Trần á, đó chính là chị. Dưới Hoa Trần đó chị là chị Nguyễn Thùy, Thúy Mai thì đó rồi, chị ơi. Rồi. Đó. Rồi. Trinh Bóng nha. Ngọc Bích là Trinh Bóng có hàng nha. Vâng, được kiểm tra hàng trước khi nhận luôn chị nhá. Rồi chị ơi, chị là chốt hàng thì chú ý giúp mình nhá. Ok, áo phao sữa chị Nguyễn Thùy Mai có hàng nhá. Sao vâng, em thấy chị Phạm Huyền Trang rồi đấy ạ. Ok nào, em L đỏ 1m58, 58kg, chị lấy cho em size L được luôn chị ạ. Các chị yên tâm, đủ size S, M, L và XL mà. Đó, bình thường thì các chị ơi, hàng bình thường nó chỉ có giới hạn về size và giới hạn về màu. Nhưng mà khi hàng nhà mình đã may rồi ý, thì nhà mình luôn luôn có đủ size và có đủ màu nhá. Thêm một cái nữa, hàng nhà em chất liệu KT Hàn, mềm mịn và dày dặn vừa tầm, lên form là xinh. Có chị còn ngỡ hàng này em là hàng body cơ, không hề chứ, hàng này em ôm vừa tầm đẹp luôn, không hề ôm quá. Còn nhiều phao nha các chị nhá. Rồi còn phao nhá. Rồi cho mình xem phao vàng đi ạ. Dạ vâng ạ. V299 chị đẹp nào lấy hàng có một luôn. V299 nâu, V299 đen. V299 đỏ, V299 trắng qua số điện thoại nhá, em sang mã mới nhá. Đinh Quỳnh Trang lấy XL à? Nguyễn Thúy Mai cộng 1 V299 nhá. Rồi sang một siêu phẩm phao vàng quá trời chị Hóng này. Quá trời chị Hóng luôn, em lên hàng cho chị luôn nhá. Hàng phao này đẹp khỏi bàn, em nói thật. Hàng phao này không đẹp cũng hàng phao nhà nào đẹp nữa. Phao này em là phao loại bồ luôn chị ơi. Dạ vâng chị Ngọc Bích ơi, có gì thì inbox giúp mình nhá. Mà em không gửi Shopee các chị ạ. Chị Ngọc Bích ơi, có gì là inbox giúp mình. Và thêm một cái nữa là cái Shopee nhà em bây giờ là nhà mình không có sử dụng nữa. Tại vì các chị gái không được kiểm tra hàng và không được đổi trả lại hàng. Mà nhà em thì rất là ưu tiên cái gì ạ, cái lợi ích của khách hàng là các chị em lên kiểm tra hàng trước khi nhận. Vì đôi khi có những thành phần không tốt, người ta sẽ mạo danh nhà em gửi hàng linh tinh các chị chẳng hạn. Thì các chị ơi, bây giờ nhà em nói xin phép là không gửi Shopee nữa. Nhà em gửi bằng giao hàng tiết kiệm nhá. Cho mình xem phao vàng. Ok rồi, ok nhà mình sẽ lên nha. Live phao ngắn hơn đi rồi, ok thì mình sẽ lên nhá. Dạ vâng ạ, chị Phạm Huyền Trang có hàng nhá. Rồi, ok chị gái ạ. Ok, chị Vân Phạm có hàng nha chị gái nhá. Dạ vâng ạ, chị Thuận Nguyễn có hàng nhá. Rồi đúng rồi các chị ơi. Rồi chị Su Su vui lòng bổ sung cho em xin em số điện thoại để chốt đơn. Thì V299 đang có giá là 199k chị yêu ơi. Một cái giá thành rất là yêu thương nhá. Rồi lên phao vàng đang mặc trên người. Rồi em sẽ lên cả phao vàng đằng sau chị ơi. Sẽ lên cả phao vàng đằng sau, em lên phao vàng này đã nhanh. Cái này em chốt cho 10 chị, sau đó em dừng chốt luôn ạ. Cái này em chốt cho đúng Thuận Nguyễn em chốt nhá. Chốt cho đúng 10 chị, sau đó em dừng chốt luôn ạ. Dạ vâng ạ, mã sản phẩm đang mặc trên người nhá. Dạ vâng, cảm ơn chị Ngọc Bích rất là nhiều. Có váy body chị đẹp ơi, nhà em có váy body ạ. Rồi, đằng này nhà em là mã số phao 05. Màu đen gì chị ạ? Màu đen à. Ở đâu nhỉ? Đây. Phao 05 nhà em có hai màu, một em màu vàng và một em màu đen, và đang có giá là 499k. Mã này nhà em là phao 05 nha các chị nhá. 499k mã đang mặc trên người. Rồi em sẽ lên cả phao vàng này, chị yên tâm. Là gì cái váy gì lúc nãy có size to nha Quỳnh Vũ nhá. Áo phao trắng đầu này nhà em là 499k chị gái ơi. Rồi tất tần tân phao đằng sau nhà em sẽ lên tất, các chị từ từ bình tĩnh và tự tin nhá. Rồi phao vàng đang mặc trên người 499k, chị yêu là lấy hàng comment cho em. Phao 05 vàng, phao 05 đen vào số điện thoại này, có size ML và XL.
Chị xuất hàng cho em đi ạ. Chị cun sư cun chốt nhá. 64kg đổ xuống lấy XL, 60kg đổ xuống lấy L, 50kg đổ xuống, 40kg đây lấy cho em size M. Tại vì hàng phao nhà em mà không có size S, vì S vì M hôm nay là bằng nhau. Ok chưa ạ? 499k mã phao vàng mà trên người lên dáng không đẹp, em không lấy tiền luôn. Đó, rất là chị dày dặn. Chị hàng chốt 05 nhá. Dày dặn và mềm mịn nhá. Đồng thời em chỉ chốt cho đúng 10 chị, sau đó nhà mình sẽ dừng chốt nha. Nhà mình có vàng và có đen đó chị nhá. Có vàng có đen. Phao 05 có cả dây rút này tạo kiểu luôn nhá. À chị ơi em nói thật luôn là phao ngắn em không có nhiều đâu. Nếu mà để đó, lên... từ từ sẽ like cho không. Nếu mà để lên hàng thì chờ nhà em một xíu ạ. Đó, phao nhà mình có dây rút ở trong nha chị gái nhá. Lên form rất là xinh luôn. 499k. Mua 3 cái nha em miễn ship đó chị ạ. Rồi mua 3 sản phẩm rồi lên em miễn phí ship toàn quốc nha. Vâng ạ, váy cho em mà có size S, M, L, XL chị ơi. Rồi ok chị ở Thuận Nguyễn có hàng nhá. À em đang mặc size M. Hàng pha nhà em là em đang mặc size M nhà mình. Dạ vâng ạ, chị Hoàng Hà có hàng. Vâng, 43kg lấy cho em size M. Em bảo rồi hàng pha nhà em không có size S. Bởi vì là S với M là hôm nay là bằng nhau nha chị nhá. Từ nãy giờ rất nhiều chị chốt mà em thấy không chị gái nào đặt bút lên là buồn cười. Váy có size L. Em ơi Nguyễn Thúy Mai chốt hàng chưa? Hoàng ok chưa? Thuận Nguyễn chốt hàng chưa? Rồi Ngốc Sinh xuất hàng chưa? Ngốc Sinh nhá. Ngốc Sinh không có. Rồi ok nào em đọc nhá chị gái nhá. Phao 07 sữa nào. 03867 nào. 311 ạ. 44 nào khi 03867. 31144. Khi mà em thấy em đọc liên thoáng xuất hàng mà các chị không thấy nữa chị phải hỏi em. Vâng ạ, cho chị Bảo Quyên đi Cún ơi. Rồi, ok, XL là 64kg đổ xuống và 60kg lên, có thể lấy cho em là size XL chị nhá. À dạ vâng ạ, 499k mã sản phẩm đang mặc trên người. 499k này, hàng này em là phao 05 nhá, siêu dày, siêu ấm luôn ạ. Thực sự luôn, mặc phao này cá là mùa đông này các chị cá quên sầu luôn đó các chị ơi. Không biết cái lạnh là cái gì hết. Em thề, chưa mùa đông nào như mùa đông năm nay này, em không biết lạnh là cái gì vì em cũng ngay bản thân em quá là thích cái mã phao này, em cũng quất luôn một em về. Có khi có thêm em nữa thôi các chị gái ạ. Giang Nguyễn ơi, sợ nhà chị đi đơn rồi, không biết là rồi có gì inbox giúp mình nhá. Cho em màu sữa đi ạ. À rồi, à, cái màu sữa là mà em vừa mặc trên người rồi đó chị ơi. Ờ, chị Lan Hương nhá, cho em xem màu sữa đi ạ. Cái màu sữa này chị ơi, em biết nhà mình còn chốt hàng nữa không? Còn. Đó, hàng này nhà em là phao 07 nhá. Đó, màu sữa nhà mình đây ạ. Phao 07 này 499k nhá. À chị Huyền Chi ơi, em nghĩ là cái dáng phao suông như thế này thì em nghĩ là cả nam cả nữ đều mặc rất là đẹp chị ạ. Đó, em sẽ lên vào một cái màu đen cho chị xem nhá. Rồi, phao 05 499k, chị đẹp nó lấy hàng comment nhanh giúp em. Phao 05 đen, phao 05 vàng số điện thoại. Chị đẹp nó muốn qua mã cho em một chấm em sang mã luôn. Vì cái mã màu vàng vừa rồi là nhiều chị hóng quá rồi. Chị ơi cái lông. Cái lông à. Ê, phao 05 đen nhà mình đây, ấm lắm chị ạ, dày dặn lắm. Rồi, vé đâu mà có bán chị ơi, 199.000 nhá. Bao nhiêu vé xong ạ, 199.000 chị gái ơi. Dạ vâng ạ, ok chị ơi. Áo vàng bạn vừa bao nhiêu tiền, cả áo vàng cả áo đen đang có giá là 499.000. Mã phao siêu cấp nhà mình các chị nhá, có ML và có XL. 64kg đổ xuống lấy XL cho em ạ. 60kg đổ xuống lấy L ạ. 50kg phao trắng nha, mình không có rút dây nhá. 50kg đổ xuống và 40kg lên lấy cho em size S nhá. Ngoài cái kia ở chỗ cần cái két. Và hiện tại thì siêu phẩm phao trắng nhà em vừa rồi không có rút dây, còn cái màu đen nhà em là có rút dây nhá. Đấy, có hai màu chứ, hôm nay mình có hai màu này. Ờ, có đen và có vàng nha chị nhá. Túi ly lông đen. Túi ly lông đen kìa, xong rồi này. Thấy không? Rồi vứt cho chị. Chỉ cần vứt cho chị thôi. Có lông nha chị nha, lông này nhà em lông rồi ạ. À, váy này nhà em đủ màu chị ơi, chờ em xíu ạ. Ok, mã 07 nhà mình có size SML chị nhá. Có ML, XL. Nhưng mà M là S đấy. Size form nhỏ. Rồi, mỗi này một em một đen này, phao 05 chị đẹp vào nếu hàng có một luôn cho em là phao 05 đen vào số điện thoại em sang mạng mới nhá. Rẻ kinh khủng luôn, vậy em chỉ bán chị yêu là chia sẻ live stream thôi nha chị nhá. Rồi váy mà trên người đủ màu đủ size chị nhá. S, M, L, XL bên em. Review anh cho đặt một cái màu vàng. Phao vàng thì mình không còn nhiều để chốt đâu em nhá. Rồi mã đang mặc trên người nhà em là hàng V299 ạ. Ok, phao 05 chốt hàng giúp mình chị ơi. Ok, chốt cho Hiền Vũ Thu nhá. 299 đang có giá 199.000 chị gái này, lên form đẹp khỏi bàn. Gọn người kinh khủng luôn chị gái nhá. Hai tà luôn nhé các chị nha, không sợ bị lộ hàng đâu. Chất liệu KT hàn, mềm mịn và dày dặn vừa tầm, co giãn thoải mái các chị nhá. Đủ size S, M, L, XL, 64kg đổ xuống lấy XL. 60kg đổ xuống lấy L, 55kg đổ xuống lấy M, 50kg đổ xuống, 40kg lên lấy cho em size S nhá.
đang có giá là 199.000. Còn một chuyên V299 nâu, V299 đen, V299 trắng, V299 đỏ và số 2 đằng sau nhá. Có nhâm ký nhá, bạn Phan thì Hải Yến, Phan Hải Yến nhá. Rồi chị yêu là lấy hàng cứ comment cho em là V299 này, màu và số điện thoại nha. Rồi chị Trâm Nguyễn có hàng chị yêu nhá. Hoa vàng nhà em là hiện tại hoa vàng và mặc dù nhà em là có vàng mới có đen chị ơi. Rồi chị Quỳnh vui lòng bổ sung cho em số điện thoại em chút đơn nhá. Phao nâu dáng dài sao mà lâu quá chị ơi, từ từ bình tĩnh tự tin. Phao nâu dáng dài nào, khổ cơ. Vậy hả? Dê chứ ạ. Ủa khi bây giờ là không có treo phao ở đây nữa nhỉ. Đây chị ơi, ở đây có cả màu đen nữa, màu đen màu vàng nhé, nhé. Dạ vâng, cảm ơn chị Quỳnh Vũ nhá, đã có rất địa chỉ rất là rõ ràng luôn rồi đấy ạ. À dạ vâng, vàng nhà em còn và đen nhà em vẫn còn chị nhá. Rồi, chị Lê Viu Anh nếu lấy mã số V05 nhà em thì nhà mình vẫn còn nhầm. Phao 05 nhà em vẫn còn hàng chị nhá. À cái vé đông mặc thì có đủ size S, M, L, XL. Các chị 64kg đổ xuống lấy XL, 60kg đổ xuống lấy L, 55kg đổ xuống lấy M, 50kg đổ xuống, 40kg nên lấy S cho em nha. Rồi, mã phao đông mặc trên người chị ơi. Bao nhiêu tiền nhỉ? 4599. Rồi mã phao này nhà em nó không có lông nữa, có lông, có lông. 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 Cái lông nó em vứt đâu. Mã phao này nhà em màu đen mình chỉ. Có 3 màu vàng đen. Đó, thằng này nhà em nó có 3 màu này, vàng đen và một em màu nhất chỉ rất là giống màu nâu, thực ra thằng này nhà em mình màu vỏ đỗ nhá. 499k. Mình lấy XL thì không ạ? Ok, lấy hàng bổ sung cho em số điện thoại nhá. Vé đang mặc 199.000, pha đang mặc 499.000. 499k giá pha đang mặc trên người. Hàng pha béo lắm các chị ơi, dày lắm, ấm lắm. 6 năm kỳ có vừa mẫu phao dài không? Dạ có chị ơi, có những mẫu phao dài mà chị yêu có thể vừa giúp mình nhá. Rồi, nhà mình không phải cái đấy chị ạ, cái khác mà. Ờ, chị biết rồi, đang tìm. Có đen này, có một em mẫu thôi rồi, em lấy được cái nào này em like cái đấy các chị. Hiện tại mã sản phẩm này nhà mình có vàng và có cả một em màu nhận kiểu màu vỏ đỗ chị ạ. Màu nâu vỏ đỗ chị nhá. 499k, phao 01 nhá. Rồi cũng mua cái đấy rồi đã. Phao 01 nào, có size ML, XL, 64kg đổ xuống này XL, 60kg đổ xuống này L, 55kg đổ xuống này M, 50kg đổ xuống 40kg nên lấy S cho em. Ok chưa? Ok chưa các chị ơi, có ML, XL nhá. 499k phao 01 nhá. Rồi có rất là nhiều mẫu váy phao chị gái ơi, phao béo chị gái ạ. Vâng ạ chị ơi, nếu mà chị gái đã hóng V007 thì các chị ơi có thể là xem lại giúp mình vì em vừa lên hàng rồi ạ. Kéo khóa. Rồi sẽ kéo cả khóa cho các chị yêu nha. Em mặc vàng chứ. Vàng. Nó đã về ạ. Đâu mẹ đưa đúng cái lông này. May là mang dự phòng 6 cái. Mẹ ăn thật béo. Không biết hôm qua xếp lông hết rồi này. Thấy đéo rồi. Phao 01 này các chị gái này, phao béo này. Đó rất là xinh các chị gái này, 499k nhá. Con muốn cho em phao 01 vàng, phao 01 vỏ đỗ, phao 01 đen vào số điện thoại. Dạ vâng chị gái ơi, 01 43kg 1m5 mà mặc được chị ạ. Nhưng mà em chỉ sợ nhìn nó hơi rộng so với form người chị. Thì cái này thì em bao các chị từ 43kg đổ lên, 50kg đổ xuống có thể lấy cho em size M rồi. 50kg đổ lên và 60kg đổ xuống có thể lấy size L giúp em. 60kg đổ lên, 64kg đổ xuống có thể lấy cho em size XL nhá. Em mua pha 05 hôm qua không thấy gọi chốt chết rồi chị ơi, bên em là có đang có người gọi điện để chốt đơn chị đẹp rồi. Đó, chị lưu ý là để điện thoại giúp mình nhá. Rồi mã đang mặc trên người. Pha đang mặc trên người chị ơi, pha 01 nào, 499k có vàng, có đen và có cả một em màu nâu vỏ đỗ vừa rồi nhá. Rồi chị yêu lấy hàng có một luôn cho em. Em đang mặc size M, size L gì đó, nói chung khá là rộng. Size này của em khá là rộng. Khá là rộng này các chị đẹp này. Đó. Cái này em đang mặc size L à? Em đang mặc size XL các chị ơi, rộng quá. Cái này các chị 64kg đồng sẽ mặc đẹp giúp mình nhá. Ok, chị mua 4 cái mã 1. Vâng ạ, chị đâu rồi, nếu chị gái mua chị bổ sung cho em số điện thoại thì em mới chốt được đơn nha chị nhá.
ấm lắm các chị gái ạ. Quên sổ luôn. À, cái này mà không có số điện thoại em không chốt đơn đâu ạ. 499k phao 01 nhá. Có sai, có sai MLXL ạ. À chị ơi, chị gái nào mà hóng xe S thì em bảo rồi, phao nhà không có xe S, S với M nhà mình là bằng nhau. Thì chị gái nào bằng xe M là từ 43 đổ lên và 43kg đổ lên và 50kg đổ xuống, các chị yên tâm nhá. Men, các chị ơi em tư vấn đúng một lần thôi, là trong cái form bán như thế này, 64kg đổ xuống lấy XL, 60kg đổ xuống lấy L, 50kg đổ xuống và 40kg đổ lên là lấy cho em xe M được rồi. Là em chỉ tư vấn một lần như vậy thôi. Còn nếu mà chị yêu là lấy hàng thì comment chuẩn cho em đúng cú pháp. Bên em sẽ có người gọi điện chốt đơn và đi đơn tư vấn chuẩn nhất cho các chị đẹp nhá. Đó, như chị gì đấy ạ? Như chị Hoa Vũ là chị gái ơi, mã 1 trắng có màu gì chị?